Mời bạn nam. Wow. Chào đồng chí. Rồi, em hãy giới thiệu về mình đi. Em tên là Bùi Thị Quế. Quê em ở đâu? 26 tuổi. Quê gốc thì ở Nghệ An chị. Còn gia đình thì hiện tại đang ở Gia Lai. Em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chị. À, gốc ở Nghệ An hả? Dạ. Bây giờ ở Gia Lai, làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nửa lấy chồng về Biên Hòa. Nói vậy để thấy có sự liên quan bên đây, hình như ở Biên Hòa đúng không? Dạ em chào anh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ, em là Tăng Văn Thủy, quê ở Thanh Hóa. Em sinh năm 89, em đang làm việc tại sân bay Biên Hòa. Thấy chưa? Nhìn là biết làm sân bay Biên Hòa rồi. Sao anh biết hay vậy anh Linh? Đồng phục của các đồng chí không quân hả? Dạ vâng. Rồi em nói cụ thể về công việc của mình em. Dạ em hiện tại là kỹ thuật trưởng chuyên ngành vũ khí hàng không ạ. Vũ khí hàng không? Dạ. Vũ khí hàng không nó khác với vũ khí mặt đất như thế nào em? Vũ khí ở trên không thì có rất nhiều loại, cũng như bom, tên lửa, rocket, pháo. Mình ở gần kho bom không? Dạ, hiện tại trên ngành vũ khí em thì bao gồm cả kho bom. À, có kho bom. Thông báo nha, có kho bom. Em nghe nãy giờ em có sợ không em? Dạ, cũng một chút rồi chị. Sợ gì em? Tại vì chưa được chơi với bom bao giờ, không biết nó sao. Trời ơi, em thích chơi với bom luôn hả? Dạ. Điểm yếu điểm mạnh của em là gì? Em nói về cái điểm yếu của em trước ạ. Em rất là nóng tính, giống như là bố em vậy đó. Có những cái vấn đề nó rất là nhỏ nhưng mà em không vừa lòng thì em có thể làm cho nó trở nên căng thẳng hơn. Hơi căng à nha. Thật xấu nữa là thức rất là khuya. Thức khuya làm gì? Dạ lướt Facebook đó chị. Trời đất dạ. Ơi. Tại nguyên ngày đi làm đâu được lên Facebook đâu. Dạ tối về xem tình hình dân tình nó như thế nào. Mai mốt bạn về sẽ lướt Facebook xem tình hình không quân Nguyên Hòa thế nào. Còn điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì em cũng khá là hòa đồng, dễ dàng làm quen với mọi người và thoải mái trong giao tiếp. Một người con gái năng động ha. Dạ. Rồi mời bạn Thủy. Thế mạnh, thế yếu của mình là gì? Nếu mà em đọc ra thì cũng nhiều ấy. Thầu đọc thử coi. Dạ. Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí, đồng đội, bạn bè trong đơn vị tin yêu quý mến. Có điểm yếu nào không? Em không thích về tin học, điện tử liên quan máy tính ấy. Cũng không yêu thể thao lắm. Nhưng mà em chơi, có thể chơi thể thao được. Bơi cũng khá tốt ạ. Nhưng mà không thích thể thao. Dạ. Yeah. Thì là em sử dụng Facebook là yếu lắm đúng không? Dạ cái đó cũng rảnh. Thay vì yếu điểm của em thì em thích là làm việc nhà nhiều hơn. Thích dọn dẹp hoặc là nấu nướng nhiều hơn. Nấu nướng được luôn hả? Được chứ, các đồng chí này thì được huấn luyện qua môi trường quân đội á, thì anh nghĩ rằng là rất là chín chắn. Tình trường của em sao Thủy? Dạ, hiện tại em cũng trải qua hai mối tình chính thức ạ. Mối tình chính thức đầu tiên ấy, thì mối tình trời đánh á. Trời đánh là sao em? Mối tình trời đánh trời. Mối tình xét đánh. Xét đánh. Trời xét đánh được. Kiểu như lúc đó là hai người cũng thích nhau chớp thoáng qua thôi. Cũng không nói gì cả, tự ai điền đấy. Mối tình đánh nó lẹo ha. Dạ, mối tình thứ hai là mối tình em quen ở như trường Nha Trang. Là bạn ở Sài Gòn còn em ở như Nha Trang. Khoảng giữa năm 2 thì em có vào trong Sài Gòn. Tức là cả năm mình về nhà có một lần, được nghỉ phép một lần. Là lúc bây giờ bạn cũng nghỉ hè, bạn ở trọ một mình, em cũng vào ở như thế 15 ngày. Nhưng mà nói thì cũng hơi khó. Không người tin nhưng mà thật ra bạn em cũng không có hứa làm gì à. Không có làm gì hết. Dạ. Sao ở chơi lâu vậy mà không làm gì? Dạ lúc bấy giờ em nghĩ là nếu mà chưa thành vợ chồng ấy, mình mà lỡ làm gì người ta sao mà có vấn đề này này kia là mình khó nghĩ ấy. Để khổ người ta thì cũng thấy tội không? Rồi bây giờ nếu như làm quen được cô này rồi có làm gì cô không? Dạ trường hợp cô là vợ thì có thể. Cô gái này run rồi. Bình tĩnh em, chị đang ở bên cạnh em. Dạ. Không có gì lo hết. Dạo sau khi nghe chia sẻ của anh Thủy á, thì em thấy có những cái mà đã hợp với những cái tiêu chuẩn của em rồi. Vậy hả? Cái nào hợp? Cái nào hợp? Bớt run rồi chị. Cái nào hợp là em? Nấu ăn, làm việc nhà. Còn cái vụ mà không có làm gì hết á, thì em thấy hợp không? Dạ hợp chị. Hợp luôn hả? Dạ. Em muốn tìm một người yêu thế nào hả em? Về ngoại hình, không mập, không ốm, không hói. Không mập thì là có, không ốm cũng có, không có hói. Được. Cao thì khoảng 1m7 trở lên. Cao nhiêu? Thủy ơi. 1m8. Sao ở dưới mấy anh cười dữ vậy? Không quân chắc cao à? Trời. Rồi gì nữa em? Về tính cách chị ạ. Em muốn tìm một người mà hội tụ các yếu tố như là yêu, hiểu và chia sẻ. Nếu như mà đã yêu nhau rồi mà không có chia sẻ cho nhau á, thì đó là một điều thiệt thòi cho cả hai bên. Ba mẹ em có dặn dò gì không?
Dạ có ạ. Tuổi thì hơn em khoảng từ 1 đến 7 tuổi. Có, hơn nhau 2 tuổi. Được. Vậy hợp rồi. Nãy giờ em nhắc đến ba em rất là nhiều. Thế ba em làm nghề gì? Trước đây thì bố em có đi bộ đội à. Nhưng mà sau chuyện từ Nghệ An vào Gia Lai á à. Thì bố lui về phía sau để nhường cho mẹ em đi làm công tác xã hội. Ồ, chuẩn người của bạn trai là như thế nào Thủy ơi? Em cũng không có hình mẫu gì cả, nhưng mà em thấy là bạn dễ nhìn là được, cũng không cần cao mà cũng không cần xinh lắm. Đơn giản vậy thôi. Dạ vâng. Đến qua anh xem đằng gái như thế nào. Ồ, chào em. Xinh nha. Dạ. Chắc dư chuẩn bên kia rồi phải không? Chuẩn. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Tính gia trưởng. Có không Thủy? Em cũng không có tính đó. Gì nữa em? Ghen tuông vô cớ ấy ạ. Có ghen không Thủy? Dạ có chứ anh. Ghen. Có ghen. Bên đó ghen là mệt lắm đó. Nhưng không vô cớ. Ghen là bom mà. Bom gì đạn. Là gì nữa? Em thấy như vậy là đủ rồi. Em nhìn mấy thấy anh không quân ngồi dưới đẹp trai không? Dạ nãy em lên là ngợp lắm rồi. Ngợp lắm. Nay đàn trai hoành tráng quá. Hoành tráng quá. Để được rồi Thủy. Dạ. Anh thấy ổn đấy. Trời. Lỏng khổng vậy cưng. Mới vô hơi ốm. Mấy anh đó ép quá không cho ăn uống hả? Lý do chính là em người miền Bắc thì vào trong này em cũng không ăn được thực phẩm trong nhà. À chưa ăn thực phẩm chưa quen. Chưa quen. Nữa là em chắc lắm á. Không có thích ăn thịt nhiều. Sao thấy ốm yếu quá vậy? Chắc lắm à. Có sức khỏe không? Dạ cũng tương đối. Phải đi anh này một cái chứ đi hùng hậu quá hít đất cưng. Mai lên biên hòa biết nha cưng. Giờ em khởi động 10 cái. Khởi động thôi đó nha. Hay quá. 3 4 ốm nhưng không hề yếu. 6 7 cái thứ 11 ụp mặt luôn. Hay quá. Trời ơi, ơi. Thấy chưa? Được được. Cho hỏi một câu cuối đi về. Bây giờ bên đây cổ không thích nấu ăn bếp núc lắm thì em có hỗ trợ làm cho cổ luôn được không? Dạ cái đấy thì em thích làm. Cổ ăn thôi, cổ khỏi nấu. Có khả năng cũng phải phụ giúp em một chút thôi. Bạn vào xem TV hay bạn ngồi lướt Facebook mà em nấu cơm. Hình ảnh nó khó coi lắm ha. Dạ. À, được rồi. Bắt đầu mình gặp gỡ hai bên đi nha. Mình gặp đàn gái trước đi. Nguyên gái trung, hôm nay mình đi với ai cơ? Dạ, em đi có mẹ gì. Vâng, xin chào hai MC dễ thương. Dạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Với bố mẹ thì Quế lúc nào là một đứa con hoàn thiện. Nữ công gia chánh cũng biết hết. Giỏi. Nói là nóng nhưng mà không phải nóng đâu. Nhưng mà con gái giống bố là chỗ là làm gì của nguyên tắc. Tính là làm, mà làm đến nơi đến chốn. Về bạn trai cũng được. Người Thanh Hóa tức là cùng miền Trung thì dễ hiểu cho nhau. Khi mà đã xác định đến với nhau thì cũng nên tạo điều kiện hiểu cho hoàn cảnh của nhau, công việc của nhau. Hai con nên cho nhau cơ hội. Dạ. Bạn trai bố chào thì... bác gái đi em. Thủy. Dạ, mình chào cô. Thứ nhất là hôm nay đến đây được. Mới đầu thì bọn con cũng lên đây chủ yếu là cũng mới biết được về cái phần cứng của nhau thôi. Phần cứng ở đây là về cái quê quán, gốc gác, phần không thay đổi tên tuổi rồi. Phần mềm chút biết. Dạ, phần mềm là cái suy nghĩ, tư tưởng, tính cách. Mong cô là ủng hộ con và cho con cơ hội để làm quen với bạn. Cho hỏi con ở Thanh Hóa ở huyện nào ấy? Dạ, con ở Hậu Lộc ạ. Cảm ơn con. Rồi, mời đàn trai. Tôi xin kính chào hai MC. Xin giới thiệu là tôi là Nguyễn Minh Bình. Hôm nay rất vui được dự cái số đầu tiên mà liên quan đến bộ đội. Ở đây là một cái dịp rất là hay để tìm hiểu, giao lưu cũng như là để các bạn kẻ có cái cơ hội đến với nhau. Và đặc biệt là người lính. Dạ. Mải mê cầm súng quên mất hết cả tình cảm. Thì bộ đội thì có thể toát được cái đầu tiên là trong rất là nghiêm túc và nhiệt tình trong công việc. Đồng chí nào trải qua cái quá trình rèn luyện thì cũng đều thấy cả. Bộ đội là bởi vì sống là toàn con trai với nhau cả. Cũng rất dễ hòa đồng và cái tình cảm sống rất chân thành. Thế còn riêng chỗ đồng chí Thủy, một đồng chí là bên vũ khí. Thực ra vũ khí không có nghĩa là mình chỉ trang bị cho máy bay để đi chiến đấu. Nếu chúng ta đòi hỏi cái tính chất nó phải cẩn thận, tỉ mỉ. Nên đây là một trong những cái yêu cầu rất là cao. Thì cái này cũng rất cần thiết cho gia đình sau này. Anh nhận xét về cô bạn gái này như thế nào anh? Nếu mà nhận xét thì chỉ nói nếu như tôi mà trường hợp chị Thủy cách đây 10 năm thì chắc là tôi không có ý kiến gì cả. Dạ. Nhất trí 100%. Rất là cá tính, rất là vui vẻ. Mà đó là hình mẫu này thì có nghĩa là rất là tuyệt vời. Dạ, à, mình đơn vị đi đông quá. Đám cưới có hỗ trợ gì không anh? Đám cưới đi ngoài cái chuyện tình cảm anh em dỡ ra thì đơn vị có cả mấy cả bao nhiêu cái xe. Dạ. Nếu mà đám cưới thì rất là hoành tráng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi mời anh. Xin cảm ơn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cả Tường. Dạ. Em là Phong, anh họ của Thủy. Thì cũng nói thêm là về gia đình Thủy là bố mất sớm, cho nên là cũng tự lập từ nhỏ. Thứ ba qua bạn gái bên này là
tính cách là về rất hợp với nhau. Thủy thì tính thật thà, hiền. Và bạn ấy nóng tính thì không phải lo chuyện đấy bởi vì là rất là hiền. Thứ hai nữa là thích nấu ăn. Thế nên bạn mà không thích nấu ăn thì không lo bởi vì Thủy nó thể dành cho việc nấu ăn ở đấy. Dạ. Lúc đấy cho mình thấy là rất là hợp nhau rồi. Rồi, dạ. Cảm ơn anh. Yên tâm nha em nhé. Kéo mà. Bắt đầu. Trời ơi. Em nhờ có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Sau khi kéo bức màn lên thì thấy bạn là một khá xinh gái. Em cảm ơn ạ. Thấy bạn chia sẻ là cũng nóng tính. Mình thích người nóng tính một chút. Nhìn đâu dưới đó vậy? Nhìn đây nè, nhìn bạn gái ta xinh muốn chết, nhìn đâu dưới hoài vậy? Anh nhìn em có gì lo lắng sợ hãi sao mà anh cứ cầu cứu đồng đội vậy? Tại vì mình cũng tính hay ngại lắm. Anh với em nha, cho nó tình cảm. Vâng. Mình anh trời ơi. Anh có thể hỏi em một câu được không? Dạ anh hỏi mấy câu cũng được anh. Dạ. Em suy nghĩ về vấn đề một chút hai quên. Đi lại rồi thăm nom gia đình. Đôi khi là phép của mình đi cũng có giới hạn. Công việc của bạn mà đôi khi là nghĩ nhiều cũng không có tốt. Này em hỏi ngược lại anh nha. Anh có sẵn sàng chia sẻ với em khi mà cái vấn đề đó tới không? Vấn đề đang nói. Dạ đúng. Cái đó mình đặt ra câu hỏi với bạn là mình. Bạn nữa. Anh đã suy nghĩ đến vấn đề đó rồi. Quê em gốc là Nghệ An. Nhưng mà bố mẹ và họ hàng thì hầu hết ở Gia Lai rồi. Ngày nghỉ tuần ấy, rảnh mình về thăm ngoại. Còn nghỉ dài ngày mình về thăm nội. Nghe cái đó hợp lý rồi. Dạ yeah. Yêu nhau nè, là hẹn hò bạn sao? Bạn đang ở dưới Sài Gòn. Dạ em ở quận Thủ Đức. Gần. Ồ, mà gần mà. Trước khi mà em chuyển về Sài Gòn ấy thì em làm việc ở Vincom Biên Hòa ấy, cũng gần chỗ sân bay của mình. Dạ yeah. Yeah. Mình sợ xuống nhiều bạn ghét nên là khả năng tuần xuống 3 lần thôi. Được rồi em. Dạ anh xuống trong tuần thì báo trước là được ạ, còn cuối tuần không sao cả. Anh có thích đi xem phim trong rạp không? À cũng có được đi một lần nhưng mà à có thích. Anh em không có thích. Không thích ạ. Tại vì á, nếu như mà xem phim á, rất là tốn thời gian. Một bộ phim tới gần 2 tiếng. Mình đã là không có thời gian cho nhau rồi. Thì dành 2 tiếng đó vào việc khác để trò chuyện với nhau thì chắc tốt hơn là đi coi phim. Vậy thì em thích trò chuyện ở đâu? Chỗ nào sáng á chị? Trò chuyện ở đâu em? Cũng nhiều chỗ. Có thể là đưa bạn vào trong quân đoàn chơi. Trời, hẹn gì trung đoàn. Đừng có nói tôi là hàng ngày hẹn đầu tiên dẫn vô kho bom nha. Dạ không có. Nói chung là mấy cái khoản hẹn hò là mình cũng không có đi nhiều, cũng ít đi. Nên là có gì bạn hướng dẫn cụ thể mình. Bạn nói sao mình nghe vậy? Em nói sao anh nghe vậy? Em gái yên tâm đi, anh đâu có làm gì đâu. Anh không làm gì hết á. 15 ngày đó em. Bây giờ tính tới chuyện kế hoạch hôn nhân rồi con cái sau này đi. Em thì mẹ cũng dục nhiều. Về tinh thần thì em cũng chuẩn bị rồi. Nhưng mà về điều kiện kinh tế thì em cũng chưa có tốt lắm. Khoảng 2 năm nữa vừa. Tại mục tiêu của em cũng là 3 năm nữa. Hơi dài ha. Dạ, còn về con gái thì em thì cũng thích 2 con thôi. Em thích con gái, không thích con trai. Hả? Sao vậy anh? Quý mấy đứa nhỏ, cháu nhà toàn con gái nhiều. Hằng ngày anh ở với con trai không hả? Thấy con trai quậy quá đó. Gái dễ thương lắm em ơi. Bạn. Anh còn gì cứ hỏi ạ. Anh hỏi bao nhiêu câu thì em sẽ hỏi lại bấy nhiêu câu, không sao đâu. Quan điểm tình yêu hai người như thế nào? Nói chung là... Này sao em nhìn đâu không? Em không nhìn cổ vậy trời. Ngại mà nhát. Mà xưa giờ ta huấn luyện trong môi trường quân đội cơ mà. Ít có tiếp xúc với phụ nữ đẹp thế này á. Anh hiểu mà. Thôi giờ dậy đi, đứng lên. Xin thủ trưởng cho hai người nắm tay cơ. Không, đứng quay mặt vô nhau. Rồi nắm hai tay luôn. Rồi bây giờ nha. Mình nhìn nhau trong vòng 30 giây để cảm nhận. Bắt đầu. 30 giây bắt đầu nha anh. Thủy nói gì đi Thủy. Mình gặp bạn thì thấy bạn xinh gái, dễ thương. Yeah. Có chút tình cảm cũng quý bạn. Dạ yeah. Yeah. Bạn hoài thì... Hy vọng là... Anh muốn cầm tay anh đúng không? Em thấy cứ sắp sát vô không à. Anh cầm tay anh cho đỡ run. Run quá nè. Rồi nắm tay bạn đi. Hát một bài hát mà anh nghĩ rằng là em hay hát trong môi trường quân đội đó. Dạ. Mạnh mẽ lên nào Thủy. Em xin phép hát một đoạn trong bài Nhánh Lan Rừng. Rồi nhìn bạn anh gái hát chưa? Anh hát tặng em bài Nhánh Lan Rừng. Dạ.
Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Có người chiến sĩ áo vương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố phường đông vui. Nhánh lan rừng đã nở nhưng cánh hoa trắng xinh lung linh trong ánh nắng, hoa tươi trên nụ cười trên đôi môi của anh. Hay, hay quá. Nhưng mà giọng rất là rất là ấm áp, rất là truyền cảm. Không hiểu sao mà ngồi xuống đường rồi đó, mình ngồi xuống cho bình tĩnh thôi. Em cảm nhận nghe giọng hát của anh như thế nào? Phụ nữ đẹp sao rung dữ vậy? Em thấy anh hát hay. Hay. Dạ. Cũng là bài hát mà bố em rất là thích. Dạ. Ồ, vậy hả? Thì em muốn hỏi anh Thụy một câu. Dạ. Anh có ngại không khi mà em có rất là nhiều bạn thân khác giới hoạt động tình nguyện ấy, nên là có thể ăn chung, ngủ chung, hoạt động chung với nhau. Ngủ chung nữa hả? Ngủ chung tập thể anh. Nói chung nghe thì cũng hơi kỳ chút, nhưng mà tập thể mà đi tập thể thì cũng chả có vấn đề gì, là một cái. Thứ hai nữa là cái đó là cái sở thích của bạn thì bạn cũng có thể đi. Anh anh cũng vấn đề đó, anh suy nghĩ thoải thoáng lắm. Có cái gì đó mà nó cảm giác như anh không vừa lòng thì anh sẽ nói xem, nếu mà rút kinh nghiệm được hoặc là nghe được em không nghe được nữa thì cũng thôi kệ, anh cũng không có ý nữa, là sao có thế mà đi. Dạ, chỉ cần anh sẵn sàng chia sẻ cho em biết cái suy nghĩ của anh, cái quan điểm của anh, anh để cả hai cùng hiểu nhau hơn là được, cũng không đến nỗi như anh nghĩ đâu. Dạ. Chị hỏi khó em vậy thôi nhưng em trả lời rất là tuyệt vời. Cô ấy không có đi đâu, quen em rồi thì ở nhà chơi với em thôi nha. Thôi mày nói một câu gì đi, cảm nhận của bạn như thế nào với bạn gái? Sau khi nắm tay bạn nãy giờ thì em cũng thấy rung nhiều lắm. Hy vọng em cho anh một cơ hội để mình tiến tới xa hơn. Hy vọng anh cũng cho em cơ hội để hiểu hơn về tất cả mọi thứ của anh. Ghê chứ, sẽ hiểu hơn tất cả mọi thứ về anh, phần cứng lẫn phần mềm. Và bây giờ sau những phút chúng ta trò chuyện với nhau, hãy suy nghĩ thật kỹ, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò hay không. 1 2 3. Hết thời gian, bấm rất chuẩn xác và rất đồng bộ. Lắng nghe cái tiếng bấm này, hai bên cùng một lúc, không có chênh nhau một chút đúng nào. Đúng rồi, cùng nhịp. Rất hay. Hãy nắm tay nhau nào các bạn. Đi. Hôn nhau đi. Dạ không. Mẹ cho không nè. Tay mình lên trên. Đó, mẹ nói mạnh dạng lên kìa. Dạ, thế con xin phép của. Nó phải vậy chứ đúng không em? Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 đi chiến thắng gửi tặng các bạn. Viettel gửi tặng cho hai bạn hai chiếc điện thoại với kết nối 4G trị giá 2,2 triệu, đã có cài đặt ứng dụng Mocha. Khi sử dụng ứng dụng Mocha, các bạn có thể chat, gọi điện và đặc biệt là nghe nhạc và xem phim cùng nhau, rất là thú vị, và hai bạn nhớ hãy liên lạc với nhau thường xuyên nhé.